Nữ hành khách ném điện thoại vào tiếp viên bị cấm bay 12 tháng. Nữ hành khách ném điện thoại vào tiếp viên trên chuyến bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh, người bị Cục Hàng không Việt Nam cấm bay 12 tháng. Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ban hành quyết định cấm bay 12 tháng nữ hành khách BTB, xe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Gia Sàn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2021. Trong 6 tháng sau đó, nữ hành khách này sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc nếu muốn đi máy bay. Bà BTB xe là hành khách ngồi ghế số 4B, chuyến bay VJ139 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 năm 2020. Nữ hành khách này được xác định có hành vi gây rối, cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Cụ thể là sử dụng điện thoại trong khi tàu bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh. Tiếp viên trưởng chuyến bay đã yêu cầu tắt điện thoại, nhưng bà BTBC không hợp tác và ném điện thoại vào tiếp viên trưởng. Thậm chí, nữ hành khách còn vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên tàu bay, to tiếng với hành khách ngồi ghế 2D, 2E khi được đề nghị chấp hành quy định. Cơ trưởng chuyến bay VJ139 cho máy bay quay trở lại sân đổ và đề nghị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài đưa hành khách 25 tuổi xuống máy bay. Bàn giao cảng vụ hàng không miền Bắc xử lý theo quy định. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã xử phạt nữ hành khách 4 triệu đồng.